nhiều cô gái, sự ga lăng và quan tâm chăm sóc của người yêu mình luôn là thứ họ mong muốn có được trong một cuộc tình. Và một trong những số hành động thể hiện rõ ràng nhất điều ấy với các cô gái đó chính là bốc cơm. Tưởng chừng như đơn giản, ấy vậy mà có không ít chàng trai đã bị gục ngã trước cửa ải này. Trên một diễn đàn mạng xã hội mới đây, một cô gái đã chia sẻ tâm sự thầm kín về chuyện bị bạn trai chia tay vì nhờ bốc cơm. Cụ thể, trong lúc quen nhau, chàng trai vốn là người luôn quan tâm chăm sóc cho cô gái và lúc nào người yêu nhờ, anh cũng làm, cho dù là việc nhỏ nhất như bốc gói bánh. Mọi thứ đều ổn cho đến khi cặp đôi ăn cơm cùng nhau. Nói thẳng ra là mình tự làm được thôi, chẳng qua là người yêu của anh thì thi thoảng nũng nịu một tí. Chứ con gái ngại gì mấy cái việc ấy đâu, làm thế cho tình cảm thôi, chứ không phải tiểu thư hay công chúa gì thế. Mà hôm qua mua được một cân tôm biển về anh hấp cho mình ăn, xong mình nhờ anh bốc tôm cho ăn như mọi khi, anh vẫn bốc đến một lúc mình bảo là: "Anh ơi, em lại hết rồi, anh bốc cho em đi." Thì anh quay ra mình thở dài rồi bảo: "Mày tiểu thư nói vừa thôi, tao bốc cả cân tôm mà ăn được có mấy cái đầu tôm với ba con tôm. Còn lại, toàn mày ngồi chờ tao bốc xong ăn, có cái tay cái chân, tự ngồi mà bốc tôm tự ăn đi, bực cả mình." Và ngay sau đó, anh chàng quyết định chia tay cô người yêu phiền phức. Sau đó 2 ngày, bạn nam quyết không liên lạc, chia tay một cách dứt khoát để không làm phiền nhau nữa. Sau khi câu chuyện được chia sẻ, cô nàng đã nhận về vô số những ý kiến trái chiều. Đa số mọi người đều cảm thấy anh chàng này quá làm tốt khi chăm sóc người yêu từng chút một. Trong tình yêu, hành động làm nũng bạn trai của các cô gái chẳng phải là chuyện hiếm. Nhưng bất cứ điều gì cũng nên có giới hạn và chừng mực. Còn bạn nghĩ sao về sự việc này? Hãy cùng chia sẻ nhé!